chấm cả muối này đấy. Mời cả nhà nhé. Ăn đúng là đồng quê ăn đúng món kiểu này. Chị của nhà làm ra thì có chịu khó làm hay không thì mà ăn. Chân đen gì? Ăn cũng ngọt. Chân đen xì, kiểu như gà thuốc bắc đấy. Chân đen. Gà như vừa gà thuốc bắc, chân nó bé lắm. Chấm luôn mình gặm một miếng là bóc làm gì? Cứ thế là. Mời anh em, mời cả nhà. Mời cả nhà ăn cơm với gia đình mình nhá. Mời các bác, mời các cháu. Trăm trăm cái gì vậy? Cho mát mẻ thằng người hả? Wow. Giấy thì bây giờ nhà gì nó có ấy nhỉ? Đại lý. Mình nhà xin chia sẻ cả nhà bữa cơm nhà mình thế này nè. Gà luộc. Gà lướng, gà lướng này là do Nguyễn Hải nướng. À, đảm nhiệm món gà luộc, à gà lướng. Còn đến lem là các chị em, còn tôm. Đặc biệt nhất hôm nay là có cái món này cả nhà này. Đấy. Món này cả nhà biết không? Đố cả nhà biết mình cứ bật mí trước nha. Chắc này bảo là hoa thiên lý rồi. Hoa này hoa rau sắng rừng đấy. Cả nhà, giống hoa thiên lý chưa? Hoa rau sắng rừng. Xào với lại nòng mè gà. Đấy. Hoa rau sắng rừng. Chú phải ra chú quay nuôi trực tiếp với cây hoa rau sắng. Rất nhiều luôn, nhà ông anh rồng nhiều lắm. Đây này cả nhà này. Nhưng mà đây nó lắng quá này à. Mình không quay cận cảnh đấy nha. Cái hoa cây rau sắng ở trên rừng ấy, dây sắn rau sắng ấy. Rau sắng cây ấy, à dây đấy, chứ không phải cây đâu. Đây này cái hoa nó như là hoa rau thối chỗ gốc này có một tí. Tha hồ ăn. Đây là cả nhà mình quay này, cái hoa đây này. Đấy, như đây là có một tí ở dưới gốc cây rồi nha. Cấu rất nhiều, hàng rổ. Tha hồ ăn, thỉnh thoảng mình xuống đây cấu xuống đây về để nấu với xào nồng mề ngon lắm, kìa nhiều lắm nhưng mà nó nhiều lắm, phải quay ở bên trên cả nhà. Đây là cái cây rau sắng ở trên rừng đấy. Này cả nhà này. Dưới gốc cũng to này cơ mà. Bỏ kín tha hồ ăn. Cạnh mấy chùm rượu luôn. Rồi vào chiến đấu thôi. Đấy, mình chia sẻ cái hoa rau sắng đấy. Ủa mấy chị em ăn đi rồi nữa. Chờ Nhung à? Ấy. Thằng đồng hóa về nó phá nhỉ, kinh thật. Náo nhán lại cho một cái đĩa tôm, đĩa gì nó bốc ra ngoài à? Thằng ấy bây giờ nghịch đấy. Chào ông Biển chưa? Thằng kia. Giỏi quá. Vỗ tay đấy. Khánh à, Khánh vỗ tay giỏi thế nhỉ. Nào, đặt đây các cháu. Cố lên. Đi. Wow. Mát mẹ thằng người. Ngồi ăn, ăn đi thôi. Làm chú phải nhón. Làm món gà nướng này. Hải nướng gà thì xạ thủ rồi. Món nướng là Hải đảm nhiệm giỏi lắm. Chào cả nhà nhé. Hôm nay có món gà nướng này ngon. Thì gia vị. Đấy, nướng nóng hổi chặt ngay sướng nhỉ. Để cả con xé. Chấm cái hột ngon. Để cả con xé. Như hai chú cháu mình để cả con xé, còn đây cứ phải chặt ra mâm cho nó đĩa nó đẹp. Chú cháu mình ăn nó hoang dã nó ngon. Đúng rồi, đồ cho này ăn cái gia vị ngon lắm. Cái gia vị đây á. Dạ cái gia vị tẩm nước con gà chẳng ngon, tất cả nó các bạn. Mình chia sẻ cả nhà đây là ếch. Ếch nấu măng. Phải gấp một miếng măng một miếng ếch. Kẹp. Ếch nấu măng. Ô có thiếu món ăn thôi à? Nhưng không sao. Có lướng đấy mà là lướng. Có lướng nhưng mà là khách thủ là nó trọng phải không? Nếu mấy lá sen cuốn gà vào. Gà bóng đây với em với chú Biển này ngàn hấp lá sen cũng giỏi. Có cái chậu à, đổ chấu con. Đấy là gà vun chấu. Gà mới vun
cuốc vào đang là cuốn chấu ở ngoài. Miếng cá nữa. Ra không toát được. Nó keng cái nhỉ. Ai à, mát mẻ thằng người. Thôi, cả nhà nem là phải để cả cái này, ăn mới khoái này. Đấy. Ngon chưa cả nhà? Nem chả giò. Miền Nam người ta gọi là cái này là cái chả giò. Công ty là Lý Phong nói tiếp. Ngon lắm cả nhà. Cái hoa rau sắn này xào lòng bè rất ngon luôn. Kẹp một miếng gan, một miếng rau sắn này. Nói rau sắn ấy chỉ ít người biết á, tại nó không có trên thị trường bán luôn. Nên chỉ ở nhà rộng ăn. Rồi. Lần sau là nó chừa ngay, nó đỡ nghịch ngay. Còn đau nhớ trời. Ai à. Ăn cái gì đây? Hải ăn pháo câu cái gì đây? Ai chả. Đó là miếng gà luộc. Gà nhà đấy. À nuôi gà của quán tây nhà nó buồn tự kiếm tự cung của khác trên trang trại tao ăn. Ngọt lắm như vậy. Ngọt lắm. Đây. Này phải làm ở mình chuyện muối. Chuyện muối này. Chấm cả muối này đấy. Mời cả nhà nhá. Ăn đúng là đồng quê ăn đúng món kiểu này. Chị của nhà làm ra thì có chịu khó làm hay không thì mới ăn. Chân đen ăn nó ngọt. Chân đen xì. Kiểu như gà thuốc Bắc ấy. Chân đen. Gà như gà thuốc Bắc chân nó bé lắm. Chấm rồi mình gặm một miếng thôi là bóc làm gì cứ thế là vớt với ớt vớt với ớt ha mấy quả ớt của ông Biển mày là vớt hết thế mới đẻo con cháu bây giờ nó ăn ớt cũng khiếp lắm cơ. Gà này ông nuôi lâu rồi ngon gà già quá được kiên đồng quá chân của nó chân đen lắm chân châu nó đen không có cái chân nó đen chân đen đâu rồi chân đen xì luôn mổ à? Đúng là kiểu gà chưa bảy chân đen nghi vào mày ăn rồi con Hải ăn bút ngẫy rồi nghi Hải ăn từ dưới bếp ăn lên chú cháu mình ngơi trên này mà ngồi uống bia nó ăn bụng hết rồi làm như chính hôm xưa ăn vẫn là ngon hôm trước bác không cho chanh vào hôm xưa châu nấu măng chấm mẻ cũng ba cái chân mẹ nó vẫn còn cơm cút nhánh nhà ăn chua rắn trắng này con cũng được cái gà vào muối này là muối hột thì ăn cái tay mà nhón cháu ạ à. Lấy tay mà nhón để ăn thì lấy đũa gấp rứt thế này là muối hột thì tính ra thôi dạ nhập là cái này gì không làm âm nhai tất nên là nó ngọt ngọt canh rồi. Muốn đấy. Đã đẩy thế, đẩy chưa đẩy mà. Vừa này gọi bảo đang ở đâu, ta đang có việc. Đâu là dưới Nam Định mà có cái ông đấy ông em. Nói chuyện mình nhiều hết đêm. Uống rượu say nói chuyện với mình rượu say cứ nói nằm nhảm đấy mệt lắm nhỉ đây là xôi xôi cả nhà xôi xôi đỗ cứ đỗ ngon lắm ngon bữa nào nó độc quá nạn cả nhà này còn là cái hoa rau sắn này xào lòng mè nhìn trông như là hoa tím nhỉ đây con nào nó chết anh ạ cũng mời nào keng cái nhỉ nó thật tuổi rồi này nó nóng quá cả nhà mà uống bia đâu đứa nó có là ăn thép tắm nó không nhân bản thân nó ra ai à đấy nấu bằng con chua nấu bằng chua ếch rất hợp nhỉ. Bác
bằng lấy từ cái núi. Bằng ngắn gọn. Muốn lấy thì muốn xuống. Ngon. Đây chú biển. Ừ, tôm à? Ăn đi. Thôi rồi, chú ăn chú nhón. Đi nhà với tôm. Ừ, nâng kèm tôm. Mời cả nhà. Tôm chiên. Tôm nướng. Ăn thịt nộ đi. Tôm nướng kìa. Gà đây à? Sắp đẻ ăn 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 nó mới ngọt. Nhất tổ nhì vĩ nhất cả nhà nhá, nhất tổ nhì vĩ. Đây còn cái đít gà rồi thì cho Chiến ăn nốt rồi, nhất là câu nhì cổ cánh, cái bộ câu không dài, nhất là câu nhì cổ cánh. Phong lên đây, có ai nhà không Nhung ơi? Cái gì? Ai cơ? À đây à? Thế còn không có đứa nào ở nhà? Ô, thế sao tao gọi điện chẳng thấy đứa nào con máy nhỉ? Trước 2 năm sau thì sau. Mời cả nhà nhá. À, ăn nhà thơ không gì? Ăn với rau gì đấy? Đinh năng. Ăn đấy đúng rồi, đúng rồi, phải đút tất vào mồm nó mới ngon, ăn cả vỏ chú nữa, chú ăn chuyên đời. Cả nhà cái này cái tương ớt. Thì điều kiện nó không cho phép. Đúng rồi. Điều phải cho miếng muối vậy. Cho miếng muối rồi, đúng rồi, thằng này nó hay điều kiện không cho phép, đúng thật. Ở quê được miếng cơm mất miếng muối. Được hột muối là mất tí hột mì chính là như thế. Có một à, nó riêng á. Ôi giời đây này. Cái câu nó lại mời riêng ông Biển, cái này nhọc quá hình rồi. Nào, thế đi chồng mông như chén đây. Wow, ông Biển đây trước này. Ngon không? Ngon. 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 Nổ quá. Hải đâu làm cái nhỉ? Góc ăn mạnh đấy, góc ăn đấy. Làm hết rồi. Ai à, đã đời ta điện. Khoái mới cái hoa gì đây cả nhà này. Hoa rau sắng này, xào lòng bề. Ô Nam ơi, cho Nam ơi, ông Biển cho quả tim này. Nào, ông Biển cho quả tim này, ôi dồi ôi, nhất Nam này, có ăn không? Ừ, đây, đây ông Biển cho quả tim. Ui dồi, ngon quá. Cả ăn tim nhau nè. Ăn tim nhau kia. Có ngon không? Ui, ngon như nào? Ngon nha. Ngon như nào? Ui, giỏi quá. Đẳng cấp của chân lượng. Hoa thiên lý, xào lòng mề. Thích mỗi cái món này. À quên, hoa rau sắn. Nhìn nó giống hoa thiên lý mới là tao tưởng hoa nhìn qua nhìn giống thế. Những cái mẻ này nó ra nhiều hoa nhỉ? Chát, chát hoa. Hoa do chợ không có đâu cả nhà. Những nhà rồng có đâu. Mà như sau này không gấp đâu, chân tay dài đấy. Ăn này còn gấp cả bối nữa mà đấy, tình vết đấy này. Cả nướng. Cả nhà thấy hay cho một like và chia sẻ ủng nhá. Thế còn mai kia chú cháu sẽ làm một cái món gà úp chảo, úp vào cái chậu ấy cả nhà. Úp vào chậu xong rồi là một lát sen nướng ấy.
ngon. Đấy là món đẳng cấp. Đấy người ta cho cháu mì mang ra bãi đầu. Không, nhưng mà sau ăn là ăn phải cả con xé chấm muối hột. Đây là điều kiện không cho phép nên là nó còn thiếu rất nhiều vị. Thiếu nhiều rồi là giá dù có nhưng phải chờ ngày mùa mới có dơm có dạ để mà đốt. Hải ăn cái gì mà trông cái mỏ mà to đấy. Phùng má trợn mỏ hết, mỏ to như cái tàu bùn. Tôm à? Nào, lại kèm cái nữa nhỉ, nó bốc máy lên. Cứ hết khoảng 2 két mà cả nhà nhá. Hết khoảng 2 két là bố con cứ cháu mình nghỉ thôi. Hết 2 két là say chết rồi. Đạt chỉ tiêu. Hết 2 két say lắm. Con này uống nhiều gì? Trước kia uống nhiều quá. Nước chấm chua cay nhạt để dìm cái nem chấm này vào ăn. Thôi, video mình cũng dài, mình xin kết thúc video này nha. Cảm ơn cả nhà theo dõi Niêm Thứ Hai, nhớ đăng ký ủng hộ cho Biển nha. Cảm ơn rất nhiều. Chào các thằng có chiến. Chào cái Hải ơi. Cảm ơn cả nhà theo dõi nha.